Anh vẽ anh hùng Phan Đình Giót đi ạ. Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Phan Đình Giót sinh ra ở Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Anh sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Bố anh bị chết vì đói. Anh phải đi ở đợ từ năm 13 tuổi. Đến năm 1950, Phan Đình Giót xung phong đi bộ đội chủ lực. Buổi chiều 13 tháng 3 năm 1954, mở màn trận đánh chiến dịch Điện Biên Phủ tại cứ điểm Him Lam. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Súng đạn của quân Pháp từ lỗ châu mai bắn ra xối xả, khiến nhiều chiến sĩ của ta liên tục hy sinh. Để đánh mục tiêu phòng thủ kiên cố này, bộ đội ta đã chuyển sang dùng bộc phá. Cuộc giằng co kéo dài từ chiều tới đêm. Khi anh Phan Đình Giót ôm quả bộc phá thứ 10 để nổ lỗ cốt địch thì bị trúng đạn vào đùi. Bất ngờ, Phan Đình Giót vùng dậy, ôm bộc phá lao lên, lấy thân thể bịt kín lỗ châu mai của quân địch. Khi Phan Đình Giót lao mình lấy thân mình hứng đạn, nhiều người đã cố cản nhưng không ngăn được. Thi thể anh Giót đã lấp kín lỗ châu mai, toàn thân bị bom đạn kẻ thù bắn nát.